Tính từ 18 giờ ngày 30 tháng 3 đến 6 giờ ngày 31 tháng 3, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số ca mắc vẫn là 2.594 ca. Như vậy, đã 12 giờ trôi qua, nước ta chưa ghi nhận thêm ca bệnh. Đến 18 giờ chiều ngày 30 tháng 3, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay, 910 ca. 10 tỉnh, thành phố là Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã qua 46 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã 43 ngày và Hải Phòng 36 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 37.008 người.